Nói đến phụ nữ, đến tình cảm thì Linh nhớ ngay một điều rằng bất kể một người phụ nữ nào trên trái đất này, họ đều muốn có một gia đình hạnh phúc và muốn con cái thành đạt. Và theo nghiên cứu hiện nay á, là cái ảnh hưởng của gia đình đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của con cái. Theo thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì năm 2008 có đến 71% trẻ em phạm tội là do không được nhận được những tình thương từ gia đình. Và nói như vậy có nghĩa là những trẻ em nào mà xuất phát từ những cái việc mà không có tình thương gia đình đó thì có cái cơ đến với cái hư hỏng rất là lớn. Em đồng ý với anh nhưng mà chỉ một phần thôi nha, tại vì anh cũng thấy là cái con số đó không phải là tất cả, đúng không nào? Đúng rồi, như vậy. Và trên thực tế thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là xung quanh chúng ta có rất nhiều những cái tấm gương. Tại sao mà có những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn thế nhưng mà vẫn phải vượt lên, phải tìm cái sự độc lập cho chính mình và phải vươn tới thành công. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe sự chia sẻ của hai diễn viên và ca sĩ còn rất là trẻ, diễn viên Minh Hằng và Tina Tình. Tôi giờ xin phép trò chuyện với Minh Hằng trước. Nhìn bạn còn rất trẻ, nụ cười rất là rạng rỡ, lúc nào cũng vậy. Nụ cười không ai nghĩ rằng bạn hồi lúc tuổi thơ đã vượt qua rất là nhiều sóng gió. Thời nhỏ thì ba mẹ bạn đã chia tay. Và bạn đón nhận cái sự chia tay đó như thế nào? Trước khi mà ba mẹ của em chia tay thì đã trải một quá trình, tại vì không phải dẫn đến chia tay ngay mà đã có một thời gian dài hụt hạt rất là nhiều. Và khi mà chia tay là một kết quả, là một kết quả phải bắt buộc như thế, thì coi như là em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rất là nhiều rồi để có thể dẫn đến kết quả đó. Lúc mà ba mẹ em chia tay thì em khoảng 13 tuổi. Vừa cảm nhận được rồi chứ? Dạ rồi, khi mà chia tay thì coi như là cũng sốc, nhưng mà em nghĩ đó là một kết quả mà có thể giải thoát được cả bốn người trong gia đình. Thế còn với Tina thì sao? Khi mà hai ba mẹ của mình quyết định chia tay nhau thì ai là người thông báo với Tina điều đó? Và lúc đó thì Tina có nhớ là cái cảm xúc, cảm giác về cái phản ứng của mình như thế nào không? Tina có nhớ là khi mà ba mẹ Tina chia tay là năm Tina 11 tuổi. Nhưng mà không, gần như là không có ai thông báo chính xác, nhưng mình cũng tự hiểu được. Tại vì trong cả cái quá trình mà họ sống với nhau, nó đều có những cái nó không được vui. Đối với Tina nó cũng không vui. Cho nên khi mà thật sự không biết tại sao, nhưng mà dù hồi đó Tina mới có 11 tuổi, nhưng mà khi mà ba mẹ chia tay á, mình vui. Thật sự là mình rất là vui, tại vì là mình thấy được cái sự đau khổ nó được kết thúc. Tức là mình cũng không còn đau khổ nữa, ba mẹ mình cũng không còn đau khổ nữa. Tại sao mình phải sống với nhau á để làm cho nhau khổ? Nếu mà mình không còn thương yêu nhau nữa, hoặc là nó không còn như trước nữa, thì có lẽ là như vậy là tốt nhất. Lúc đó là Tina sống với mẹ, nhưng mà từ năm 15 tuổi thì em có sống riêng rồi. Yeah, cho nên là nhiều người người ta nói, ồ tại sao Tina can đảm, không phải là vậy. Mà là tại vì cái số phận nó đưa đẩy mình thì mình phải chấp nhận nó. Thì cũng giống như là một cái cây, nó cũng phải tự mọc lên thôi. Phải nói là tất cả chúng ta đều xem bố mẹ là một cái thế giới xung quanh chúng ta. Nó có gì to lớn lắm, một cây đại thụ che chở chúng ta để chúng ta ngã vừa bờ vai đó. Vậy thì lúc mà bố mẹ chia tay thì chắc chắn mình sẽ mất đi cái điều đó. Chắc lúc đó hai bạn ghét người lớn không? Thật sự thì em đã ghét ba trong khoảng thời gian rất dài. Thế ngày hôm nay thì đã lớn và đã suy nghĩ được nhiều thứ thì mới có thể bỏ được những cái định kiến đó. Chứ thực ra thì lúc trước thì hầu như là em không tin vào đàn ông nhiều cho lắm. Và đến lúc nào thì bạn tin đàn ông? Bắt đầu lớn và tự cảm nhận được. Và những thứ đó là những cuộc sống. Tại vì lúc nhỏ mình không nghĩ tại sao ba mẹ lại gây lộn như vậy. Mình không hiểu. Chỉ biết là tại sao cứ gây lộn, mình cảm thấy rất là bực. Tại sao như vậy? Nhưng lớn mình hiểu là tại sao là như vậy. Tại sao bạn... hồi đó bạn lại chút lên ba mà không đúng rồi, ghét mẹ? Đúng rồi, không chút lên mẹ đúng không? Tại vì mẹ là người rất hiền, rất là nhẫn nhục về gia đình, rất là chịu khó làm việc. Huyền nghĩ rằng đôi khi cái cảm xúc của con trẻ nó cũng rất là cảm tính trong cái thời điểm đó, bởi vì lúc đó bạn cũng chỉ chưa thể biết hết được cái mối mâu thuẫn của ba mẹ mình là tại sao và nó lớn đến độ nào. Không, thực sự là em đã biết rồi. 13 tuổi tôi có thể hiểu được tất cả mọi thứ xung quanh mình rồi. Tuy là không sâu nhưng có thể hiểu được. Không đủ độ để có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Thế còn Tina thì sao? Tina thực sự không có cái cảm giác mà ghét ai cả. Mà vẫn là vui. Vẫn là vui. Mà thật ra là dù ba, dù mẹ, dù hồi xưa nó như thế nào đi chăng nữa thì mình rất là thương cả hai người. Nhưng mà đương nhiên là khi mà sống riêng rồi á, thì cái đối với Tina, hai người cha mẹ của Tina là giống như hai người bạn thân. Tức là cái tình cảm cha mẹ hay là tình cảm giữa con cái các thứ thì nó không có nhiều. Gần như nó không có. Nhiều khi mẹ Tina bây giờ gọi điện thoại rất là nhẹ nhàng với Tina, rất là ngọt ngào, mà
và Tina cảm thấy nó rất là xa lạ. Cho nên là khi mà nói về lập gia đình thì Tina cũng không muốn lập gia đình. Tại sao? Cũng ghét, mất lòng tin. Không, ghét, ghét thì không có ghét, nhưng mà mình không có cái cảm giác á để mà mình lập gia đình. Có lẽ là cái thời gian đó mình không có nhận được những cái mà tình thương hay là cái gì mà mình không chứng kiến được nuôi dưỡng cái cảm xúc của gia đình. Cho nên là có lẽ là vì cái lý do đó mà bây giờ mình không có cảm giác về cái việc mà tình cảm gia đình hay là để là không hiền. Hy vọng là cũng cái cảm giác đó nó cũng không kéo quá dài đâu. Mà em thấy happy với chuyện này, em cũng thấy ok, em sống một mình em thấy vui. Lúc đó thì các bạn cảm nhận như vậy, bây giờ thì trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, các bạn đã sống, các bạn đã trải nghiệm, các bạn đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Và cái suy nghĩ bây giờ thì nó như thế nào? Sau một thời gian dài thì em cảm thấy mọi chuyện đều bình thường và cảm thấy là nhờ những thời gian đó mà em có thể mạnh mẽ, mà có thể phấn đấu vượt lên tất cả mọi cái để có thể mà mình làm những gì mình thích. Bây giờ thì em gặp ba, em vẫn nói là cảm ơn ba vì tất cả những nhờ ba mình có thể mạnh mẽ được như vậy. Còn bạn thì sao? Bạn thì vui. Bạn vẫn vui. Em là vui vui. Đây là một người rất là thoáng nha. Lên nãy giờ để ý tình rất là thoáng. Tức là mọi chuyện nó đã qua cho qua luôn. Mình miễn sống trong cái cảm giác của mình thôi. Sống trong cái không gian của mình thôi. Đúng không? Không ảnh hưởng tới ai cả. Đó có một cách sống riêng biệt rất là tốt. Anh được biết là sau khi chia tay thì Minh Hằng và mẹ Minh Hằng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vậy thì trong ký ức của bạn, một cái ấn tượng nào với cái sự khó khăn đó mà bạn nhớ nhất? Lúc đó thì em khoảng 14 tuổi hay 15 tuổi gì đó, 14 tuổi. Thì lúc đó là mẹ có một cái sạp bán quần áo, mà sạp bán quần áo Sida. Là có nghĩa là buổi sáng em phải dậy dọn hàng, tại vì mẹ phải đi Campuchia thường xuyên để lấy hàng quần áo mà. Thì lúc mà mẹ đi thì chỉ có một mình em thôi. Em phải dọn đó tất cả những quần áo, nào là phải dương dù lên, phải đem tất cả đồ từ trong sạp đi ra ngoài, dọn ra ngoài bán. Thì những ngày mà mưa bão lớn á, thì một mình em phải đứng nhìn cái dù, tôi sợ cái dù nó bay. Mà dù bay thì coi như là đồ mất, mà đồ mất coi như là mất tiền. Nên như mình phải những cái ngày đó rất là cực khổ. Mà ở Thanh Đa thì nước ngập lên tới đầu gối. Mà mỗi lần nước ngập lên thì phải dọn đồ vô trong nhà. Mà dọn đồ vô trong nhà xong rồi lại hết nước ngập xuống là phải dọn ra mới bán được. Là những ngày tháng đó rất là mình nhớ hoài, không bao giờ quên được. Lúc đó em có nghĩ gì về ba em? Có ước gì có ba bên cạnh lúc đó? Không, tại vì lúc đó là ba đi giống như tụi em được giải thoát lắm, vui vẻ lắm. Và hoàn toàn lúc đó là tình cảm và sự chia sẻ gần gũi là dành cho mẹ. Thì sẽ chia sẻ nhất, mình lại là con gái nữa. Cái gì cũng sẽ kể cho mẹ. Và Huyền biết là có những người đến với một cái con đường định mệnh sau này bởi một sự ngẫu nhiên. Nhưng có những người thì là nuôi dưỡng từ rất là lâu, có cái niềm ước mơ hẳn hoi. Và với Hằng thì cái niềm ước mơ được làm diễn viên, làm nghệ sĩ thì đúng là đã có từ rất sớm không? Bạn có chia sẻ với mẹ của mình không? Và bạn đã làm những cái bước đầu tiên của mình như thế nào? Khi ba mẹ còn ở chung với nhau thì em được dẫn đi chơi hồ Cầu Hòa. Thì lúc đó thì em thấy trên sân khấu diễn hát múa được với nhau á, thì em rất là thích. Và sau đó thì em lẻn ở trong cánh gà để được nhìn các anh chị như thế nào đó. Thì lúc đó thì ba mẹ tìm lo trên loa Hồ Kỳ Hòa là tìm em không biết, không nghe. Lạc luôn. Dạ, lạc luôn. Thì tới lúc mà đoàn hát người ta hát xong rồi thì lúc đó là ba mẹ nó mất tiêu rồi. Thì tới lúc đó mình mới nghe cái loa, thì ba mẹ mới tự tìm hỏi người ta là em nói em bị lạc. Rồi kêu người dẫn ba mẹ về ngay chỗ cái sân khấu đó. Thì ngày hôm đó thì em đã bắt đầu là nằng nặc là xin mẹ để có thể vô học cái chỗ nhà thiếu nhi đó. Thì vô tình đó là nhà thiếu nhi quận 4. Là vô đó là em được học múa, học hát, múa dân gian rồi. Thì đó là những bước khởi đầu của em khi mà bước vào lĩnh vực mà nghệ thuật. Thì lúc đó thì đi học nhỏ xíu à, em là nhỏ nhất trong đoàn. Thì đi diễn thì các anh chị rất là yêu thương. Và khi lớn lên thì gia đình bắt đầu có trục trặc thì em là không được đi học nữa, không được đi sinh hoạt nữa. Hỏi thật hai bạn nha, có lúc nào mà hai bạn nhìn thấy gia đình của mọi người xung quanh hạnh phúc, bố mẹ dẫn con cái đi chơi rồi con đòi cái này bố mua cho cái kia rồi mẹ mua cho con cái này, thì hai bạn có chạnh lòng hay không? Lúc đó ta sẽ làm gì, động viên bằng mình bằng cái gì? Lúc hồi nhỏ chỉ biết khóc thôi, khóc để giải tỏa nỗi buồn thôi, chứ từ mình nhỏ quá mình đâu có, mình bất lực với tất cả mọi thứ quá, mình không biết phải làm sao cả. Khi đi học về thì mình phải đi bộ, trong khi mình thấy được ba người ta đón, mẹ người ta đón, trong khi mẹ mình phải đi làm thì mình phải tự đi bộ về, còn không thôi là phải đi xe đạp. Lúc mà em nhớ em học ở quận nhất mà em phải đi xe đạp về tới Thanh Đa là xa lắm, xa kinh khủng lắm. Còn Tina Tình thì lúc đó bạn cảm như thế nào? Em có nhớ một lần đó, em đi qua một cái nhà hàng rất là sang trọng, lúc đó em ở Việt Nam rồi. Hồi xưa bên Tiệp thì em chỉ đi làm thôi, chứ còn không có cơ hội để đi dạo chơi như ở Việt Nam. Nhưng mà có nhớ một lần đi qua Sheraton, hồi đó là Tina vẫn còn chưa có nổi tiếng.
vẫn còn rất là nghèo. Trong cái lúc mà nghèo, nhiều khi 50 ngàn mình kiếm cũng không ra, mà thật sự là Tina không cảm thấy xấu hổ với cái việc đó. Tại vì con người mà, nhiều khi có những lúc mà mình xuống tận đáy bùn, có những lúc mình lại rất là thành công. Thì đi qua cái nhà hàng đó thì mình thấy có ba mẹ rất là giàu có, rồi chăm sóc cho con cái. Thì cái cảm giác nó hơi nghẹn sao, nhưng mà nó không hẳn là cái việc là mình muốn được như vậy, nhưng mà mình đang so sánh cái việc là tại sao có những người mà người ta lại hạnh phúc đến như vậy, người ta giàu có đến như vậy, mà mới đi qua cái đường đồng khởi thì thấy một đứa bé nằm co ro dưới đất. Thì mình có suy nghĩ về cái số phận con người, chứ còn cũng không có nghĩ về hẳn về Tina. Thì cái lần đó là có viết một cái bài có may, và cái bài nó thuộc về mấy đứa bé đó. Thì đương nhiên là cái cảm xúc có, nhưng mà không biết nó từ đâu đến. Lúc đó là năm đó là Tina bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm đó khoảng chừng 20. Cái quyết định là về nước để lập nghiệp cái con đường ca hát của mình, thì người thân có một cái ý kiến gì với bạn không? Và cái quyết định đó có phải là một trong những cái quyết định táo bạo nhất của mình cho đến giờ không? Thực ra là khi mà mình đã sống riêng rồi, mình đã đi làm rồi, thì có lẽ là họ cũng không còn cái can thiệp. Cái sự can thiệp nó không còn lớn lắm. Cho nên là họ cũng không có can thiệp. Ba mẹ thì lúc nào cũng thương mình, dù mình là cái người đi bán thuê, hay là dù mình có thành đạt, đó là người mẹ. Còn người cha thì luôn luôn là muốn tự hào về con mình, nó hơi khác. Nó cha mẹ thì nó hơi khác. Ủng hộ chắc là không ai ủng hộ. Nhưng mà mình về tại vì nó là cái ước mơ của mình. Và lại nước tiệp khác giống như nó hơi xa lạ với Tina. Tuy rằng mình sinh ra lớn lên bên đó, nhưng mà mình thấy nó có một cái gì đó, nó không phải là quê hương của mình. Tự nhiên mình quyết định về Việt Nam. Thì em có nhớ cái thời gian đầu tiên thì em về Việt Nam bị thất bại. Ở Việt Nam được có nửa năm, xong rồi quay lại thì đi làm ở cái chợ Việt, của người Việt đó. Có nhớ một cái câu mà ghim tới bây giờ em còn không có quên được, là có cái cô này cố đi qua. Thì lúc đó em bán hàng thuê cho người ta, thì cũng bán quần áo, nhưng mà ở trong cái quầy đó nó có vớ nữa. Thì cái cô mới nói: "Ô, Tina hả? Trời ơi, tưởng đi làm ca sĩ rồi, hóa ra hôm nay đi bán vớ ở đây hả?" Ồ, thì cái lúc đó thật sự là nóng thì mình cũng có nóng, mà buồn thì mình cũng có buồn, tự ái mình cũng có tự ái. Nhưng mà thật sự bà nói thật, bà nói đúng. Cho nên là mình cũng không có dám nói gì, nhưng mà mình cũng nghĩ trong bụng là thôi, thì tôi cũng chỉ bán đây khoảng chừng một năm thôi. Khi mà tôi đủ tiền thì tôi sẽ về Việt Nam, tôi thử sức tiếp. Thì cái đó là cái kỷ niệm mà không có vui. Coi như là cái lời đó, mặc dù buồn lúc đó, nhưng đó chính là cái động lực đó. Dạ, động lực để mình bước tiếp lên trên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trò chuyện với hai ca sĩ diễn viên trẻ Minh Hằng và Tina về cái sự thiếu may mắn của mình trong tuổi thơ. Và có lẽ chúng ta còn sẽ tìm hiểu tiếp tục, và sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta nên nghe, cần nghe. Và khi nghe rồi thì sẽ rất thông cảm với họ trong phần 2, với những cái sự nỗ lực trong cuộc sống.